Anh Ngữ IMS xin chào các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá kho sách tiếng Anh online của anh Ngữ IMS nhé. Ngoài giờ học trên lớp cùng thầy cô giáo, cha mẹ có thể cùng con ôn luyện từ vựng và phát âm tiếng Anh qua những mẩu truyện ngắn hết sức thú vị. Cách thức truy cập kho sách vô cùng dễ dàng, chỉ cần vào website của anh Ngữ IMS vào mục thư viện và chọn đọc sách tiếng Anh online. Thư viện sách gồm 12 cấp độ, 4 cấp độ đầu dành cho các em học sinh mẫu giáo là lớp 1, cấp độ từ 5 đến 8 dành cho các bạn học lớp 2, lớp 3 và 4 cấp độ còn lại dành cho các bạn từ cuối lớp 3 đến đầu lớp 5. Cách thao tác trên trang cũng rất đơn giản, chỉ một cú click chuột là chúng ta có thể đọc và nghe bất kỳ câu chuyện nào mình muốn. Baby Animals, written by Cheryl Ryan. This is a kitten. This is a puppy. This is a chick. This is a cub. This is a calf. This is a kid. This is a lamb. This is a foal. Baby Animals, written by Cheryl Ryan. Đây là một cách trau dồi kỹ năng nghe, nói và đọc không những hiệu quả mà còn rất vui nữa. Sau mỗi câu chuyện, các em học sinh hãy tự ghi nhớ và kể lại để ôn luyện các kỹ năng nhé. Chúc quý phụ huynh và các em học sinh có những khoảng thời gian thật bổ ích nhé.